Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai kế hoạch hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng biến đổi khí hậu. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 29 tháng 4 năm 2024 đến ngày 6 tháng 5 năm 2024. Có thể kéo dài đến ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2024 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác theo đó tùy điều kiện cụ thể từng ngành địa phương tổ chức các hoạt động như meeting phát động điểm nhằm cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh di tu bảo dưỡng các công trình cấp nước vệ sinh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng phát tài liệu tờ rơi về nhân tố điển hình bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên mạng xã hội website của các tổ chức chính trị xã hội trường học ra quân tu sửa công trình cấp nước dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào toàn dân, xây dựng nông thôn mới. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường được Thủ tướng Chính phủ phát động tổ chức lần đầu tiên từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 1998 với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, hướng tới bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.